Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình sẽ thay cái dây xả nước của cái bồn rửa mặt, cái bồn lavabo này. Thì hiện tại cái bồn nhà mình đây, cái dây xả nước thải của nó thẳng đứng này, thì nó sẽ có một chút mùi hôi ở cái dưới cái hệ thống ống nước thải ở dưới đây, âm ở dưới sàn đây. Thì đôi khi các bạn rửa mặt hoặc mặt cúi xuống nó sẽ có chút mùi hôi, nó sọc ngược lại do cái đường dây này nó thẳng. Đây là cái quái hàng mình mới nhận được ở cái Shopee người ta mới giao cho mình. Giờ mình sẽ khui ra. Mua hàng Shopee khi nhận hàng các bạn nên mua hàng qua mạng, các bạn nên quay video để trường hợp thiếu sót hoặc là hàng bể vỡ các bạn có thể khiếu nại được. Còn nếu mà bạn không quay video, đôi khi hàng bể vỡ hoặc là thiếu sót bị lỗi thì các bạn thường phải chịu thiệt, các bạn khiếu nại người ta sẽ khó xử lý cho bạn. Tốt nhất là nên quay video mở gói. Của Hàn Quốc. Trong đây nó có cái nắp chống hôi đây. Đây là cái bộ sản phẩm của nó. Mình sẽ dùng thay thế cho cái xả nước của cái bồn rửa mặt hiện tại của mình. Đây nó có cái nắp chống hôi này các bạn, đây này. Cái nắp này khi bạn không xả nước nó sẽ đẩy lại này. Đó, nó sẽ có trọng lực nó đẩy lại. Và cái dây này bạn có thể gắn vào đây hoặc là bạn gắn vào đầu này cũng được, tùy. Và cái dây xả này bạn có thể kéo dài này. Đó, mình mới mua ở trên mạng và mình sẽ thay cho cái bộ xả của cái bồn lavabo, cái bồn rửa nhà mình này. Bây giờ mình sẽ tháo cái xả cũ này ra. Mình tháo cái bộ xả cũ. Mình thay thế. Nó bằng ren nên bạn tháo đơn giản thôi, các bạn chỉ xoay theo chiều vặn nắp chai. Xoay theo chiều ren nó ra. Đây là cái bộ cũ của mình này. Cái bộ cũ thì nó không có cái chạm mùi hôi với nó chạm rác. Đôi khi thì nếu các bạn xài cái bộ này nó cũng có một cái nguy hiểm là không may bạn đánh rớt cái đồ vật gì đó như là nhẫn vàng gì đó vô đây là nó có sẽ chảy xuống ống nước thải luôn, nó không có cái gì để giữ lại. Đây. Nó sẽ chảy đi luôn các bạn nhé. Nó không có cái gì để giữ lại. Đây, cái nắp xả này, cái cũ của mình đây, nắp xả lật. Nếu bạn rớt đồ, ví dụ rớt nhẫn, rớt cái đồ vật nhỏ nhỏ gì vô là nó chảy xuống ống nước thải luôn, nó không có gì giữ lại. Bây giờ mình sẽ thay cái bộ này mình mở. Bộ này của cái shop công nghệ Hàn Quốc này. Người ta cho khá nhiều ROM. Mình nghĩ là sẽ có cái cần và có sẽ không. Đây. Ở trong đây thì cái nó cũng có cái ROM rồi. Mình sẽ dùng một số cái ROM nào nó cần thiết thì mình sẽ dùng. Quay trên cho bạn xem đây, cái chỗ xả nước mình mới tháo cái cũ ra, bây giờ mình gắn cái mới vào. Ron này có vẻ nó hơi nhiều, có thể là người ta cho dư ron để tùy vào cái bồn rửa, cái lavabo của các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo bớt ron này, mình thử xem tháo bớt nó có được không. Gắn thử một cái ron này. Mình sẽ gắn thử như vậy xem nó có xì nước hay không. Nếu mà nó xì nước mình sẽ gắn thêm cái ron này. Còn trường hợp nó ok rồi thì mình chỉ để một cái ron này thôi. Tại vì thêm cái ron này nó sẽ dày lên là nước nó sẽ thoát không hết được, nó sẽ đọng một cái khe nước ở đây. Đây là phần phía dưới.
Còn chúng ta ro này bạn gắn vào đây, ở trong đây là cái han chứa mồ hôi này. Mình thử thử. Bạn là một tay bạn giữ ở cái phần trên, một tay bạn ở dưới là bạn xiết, nó vướng đây để mình tháo cái này ra, tháo ra còn nó dễ thao tác không? À, giờ mình sẽ xiết cái phần này. Cái này thì nó chuẩn rồi, nó phù hợp hầu hết với các bồn rửa mặt, các lavabo có trên thị trường, mà nó chuẩn cái kích cỡ. Rồi bạn sẽ thấy mình sẽ thấy nó cũng chắc tay rồi, không biết là nước sạch là ok chưa. Giờ mình sẽ xịt cái đầu này vô, xịt cái ống phấn. Cái ống xả này nó có cái ro, mình hơi lỡ tay. Có cái này bạn có thể xoay theo chiều hướng cái ống xả ra. Dưới đây này bạn có thể kéo dài. Đầu này cái đầu chụp xuống cái ống thải. Đây mình kéo dài xuống cho nó tới cái ống thải của mình này. Ống của mình là ống 34. Nó có cái chụp hạn chế cái mũ khe hở, cái mũ hôi ngược lại. Mà sẽ gắn như, nó sẽ như vậy. Giờ mình sẽ mở nước xả thử. Ở đây nó có cái nắp xả lật này. Đây nó đang giữ nước lại. Là mình xem nó có rò không. Hiện tại là mình thấy nó khá ok đó. Không chưa thấy rò. Không thấy nhỏ giọt. Giờ mình sẽ xả cái nước này đi xem sao. Đó, các bạn thấy nước thoát á. Bây giờ là mình sẽ quay gần cái chi tiết hơn cho bạn xem. Đây cái nắp xả lật đây. Bây giờ mình sẽ đóng lại, mình mở nước. Các bạn nên siết vừa phải, nó chắc kín là được. Nó không nhỏ nước. Đây các bạn quan sát thấy cái bầu mà hạn chế mồ hôi đây. Còn cái chỗ này chỗ lọc và rác, giữ rác lại. Trường hợp các bạn làm rơi rớt đồ đạc, ví dụ như nhẫn vàng hoặc là sỏi cát thì nó sẽ giữ lại đây. Sỏi đá sắt gì đó, nó sẽ giữ lại chỗ này. Các bạn có thể mở cái nắp này ra bạn lấy đó. Cái ưu điểm của nó là hơn cái loại cũ này là vậy. Cái loại cũ này là rớt đồ là nó đi luôn xuống ống nước thải, còn cái loại này nó giữ lại được. Vậy bây giờ mình sẽ nhấn cái nút ở trên, cái nút đó này mình sẽ nhấn xả nước chảy đi cho bạn xem cái nguyên tắc có chảy ra xả nước của nó nhé. Đó, khi có nước thì chảy xuống nó sẽ mở cái nắp trắng này để cho nước chảy đi qua ống thoát, và sau khi nước chảy hết nó sẽ đậy lại để hạn chế cái mùi hôi nó sập ngược lại. Đó, cái bộ này cũng hợp lý, giá cả cũng phải chăng, dao động mình mua dao động tầm quanh 100.000 thôi, cũng có nhiều nơi bán, các bạn có thể mua trên Shopee lấy ở đây. Đó, là cái bộ xả mà chống hôi và nó có cái chức năng giữ lại cái vận dụng mà bạn làm rớt cho không may nhẫn vàng rồi sỏi đá các bạn làm rớt rồi có thể giữ lại ở đây. Cái đặc biệt của nó là chống mùi hôi. Đó. Rồi video mình thay cái bộ
xả nước của bồn rửa lavabo. Ở đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ kênh cũng như cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.